Tôi chọn các dịch vụ trải nghiệm tự di chuyển khi đi du lịch đã thành một xu hướng được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng khi di chuyển trên các cung đường lạ cũng tiềm ẩn rủi ro bởi sẽ có nhiều khúc cua đèo dốc mà người điều khiển phương tiện cần vững tay lái và kiểm soát tốt tốc độ. Mới hôm qua, một vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua đường hướng chùa Linh Ứng xuống chân bán đảo Sơn Trà. Xe máy đã mất lái lao vào gầm ô tô khiến cho nữ du khách nước ngoài bị mắc kẹt dưới gầm xe. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút tại khu vực bán đảo Sơn Trà, đoạn dốc gần chùa Linh Ứng. Theo camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy, khi xe 45 chỗ đang di chuyển theo đúng phần đường bên phải, đến đoạn khúc cua, bất ngờ có một xe máy lao từ phía bên kia đường sang và trượt ngã, rồi lao vào gầm xe khách, khiến một người phụ nữ bị mắc kẹt dưới bánh sau xe. Nạn nhân là nữ du khách Hàn Quốc 32 tuổi bị đa chấn thương. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã sử dụng thiết bị gối hơi túi nâng, kích thủy lực để nâng gầm xe tạo khoảng hở, cứu thành công người bị nạn sau khoảng 10 phút và bàn giao cho lực lượng y tế.